Theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn, từ năm 1999, công ty xăng dầu Hà Sơn Bình được nhà nước giao và cho thuê 4.875 m² để sử dụng vào mục đích làm kho xăng dầu và kinh doanh cửa hàng xăng dầu số 21. Khu đất trên nằm trên đường tỉnh lộ 72 cũ, nay là đường Hữu Hưng. Công ty có đề xuất để mở rộng kinh doanh, khai thác sử dụng làm kho xăng dầu nhưng không được cơ quan có thẩm quyền đồng ý do vướng vào quy hoạch mở rộng đường và quy hoạch của thành phố. Hiện toàn bộ diện tích 4.875 m² đất đang quản lý hiện nay nằm trong quy hoạch dự án khu đô thị Tây Mỗ, Đại Mỗ. Đến năm 2014, công ty xăng dầu Hà Sơn Bình đã cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ và thương mại Mạnh Cường thuê lại diện tích 3.266 m² đất mà doanh nghiệp này không sử dụng đến để cho công ty Mạnh Cường sử dụng vào mục đích kinh doanh vật liệu xây dựng. Đến nay, ngoài kinh doanh vật liệu xây dựng, công ty trách nhiệm hữu hạn Mạnh Cường còn cho dựng lên nhiều cửa hàng và một nhà kho xưởng để kinh doanh đồ gỗ. Không chỉ vậy, công ty này còn ngang nhiên dựng xưởng bằng khung thép, mái tôn để chứa đồ, xếp hàng hóa ra sát mép đường, gây ảnh hưởng đến người tham gia giao thông. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Trao đổi với báo chí, đại diện công ty xăng dầu Hà Sơn Bình cho biết đã không báo cáo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam về việc cho thuê hàng nghìn mét vuông đất tại khu vực cây xăng số 21 nằm trên đường tỉnh lộ 72 cũ, nay là đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Đại diện đơn vị này cũng cho biết việc xẻ đất cho đơn vị khác thuê để sử dụng sai mục đích đã được sự nhất trí của ban lãnh đạo và các phòng ban của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình. Số tiền cho thuê đất thu được khoảng 480 triệu đồng một năm và được chuyển trực tiếp vào tài khoản của công ty xăng dầu Hà Sơn Bình. Năm 2017, Ủy ban Nhân dân phường Tây Mỗ đã làm việc với công ty xăng dầu Hà Sơn Bình và xác định cửa hàng xăng dầu số 21 của công ty này hiện có một phần lớn diện tích được một số đơn vị kinh doanh chưa đúng mục đích sử dụng đất và gây mất mỹ quan đô thị. Theo đó, phường Tây Mỗ yêu cầu công ty xăng dầu Hà Sơn Bình cần kiểm tra lại việc cho thuê, mượn đất và có phương án sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, công ty xăng dầu Hà Sơn Bình phải khắc phục tình trạng vi phạm về trật tự văn minh đô thị tại vị trí trên trước ngày 30 tháng 8 năm 2019. Công ty không được tự ý xây dựng, cải tạo, cơi nới các công trình khi chưa được các cơ quan có thẩm quyền cho phép. Trước tình hình trên, công ty xăng dầu Hà Sơn Bình đã có biên bản chấm dứt hợp đồng cho thuê tài sản với công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ và thương mại Mạnh Cường, đồng thời đề nghị công ty Mạnh Cường trả lại mặt bằng trong tháng 6 năm 2020. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cũng có văn bản giao Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội, Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm xử lý dứt điểm vụ việc trong thời gian qua. Truyền hình báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.